À, bún tay vào. Từ từ cho nó lên đã. Hôm nay vừa mới ra lò một con mới anh em nhé. Con này là con rồng phượng, hơn 4 mét. Hội diều sáo Hà Nội à? Áo là áo của người ấy à? Tí nữa ông vào ra bờ sông chạy này nhá. Được đấy, con này được đấy. Đẹp đấy. Được, được, được. Giờ vác con này đi thả thôi anh. Anh Hoàng ở nhà nhá. Thả đâu nhỉ? Em ra ngoài sông. Tét cái xong rồi kéo xuống ngay mà. Tét phát xong rồi lên được ok là lại kéo xuống. Trời ơi. Con kia cho nhà thôi. Con kia tí nữa anh ạ. Con đèn tí nữa. Đấy, giờ sẽ đem con này ra sông nhá. Rồng phượng ấy. Ra sông đi bộ cả. Đi xe thằng nó lại cũng không chạy. Đi cứ này chúng mày lại. Đây còn. Thằng cầm dây nhá. Giờ mấy anh em mình đem nó ra sông thả nhá. Ở đây thả 4-5 con rồi nữa à. Đê. Phải cho ra ngoài kia. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Tí nữa vào mồm. Tí nữa thì vào mồm. Thả luôn dòng này à chú? Xuống sông, xuống sông. Bay dưới, bay dưới. Rồi, đến nơi rồi. Mày chết rồi Phương ơi. Ai cầm cuộn dây xuống đây đi. Ở đây đi. Anh Hoàng ơi, đi xe xuống đây luôn. Tha hồ hôm nay mà chạy. Kéo thì tét mắt luôn. Lạnh thôi rồi luôn các bạn ạ. Bộ đây thôi các bạn nhá. Giờ sẽ chỉnh lại một tí ăn xong rồi. Anh đâm gì? Bao giờ căng là ok. Chạy đi. Chạy đi. Vãi đái. Vãi đái. Cấp cứu. 3-4 người rồi thì không kéo được nữa. Ok, trải nghiệm thế luôn. Cứ leo luôn. Căng nhờ. Ôi trời ơi, cát chạy ở đây khổ vãi cái đấy. Cho Khánh kia. Tim, tim dày. Không, không vào tay á? Ê, lên đẹp rồi các bạn. Lên đẹp rồi. Phát lên luôn. Chuẩn xác nào nó là 40 mấy hả ông? 42. Cứ thả nhanh lên. Một người. Cứ kệ nó, cứ kệ nó, cho nó bay. Cầm dây để xuống luôn nhá. Đi cho mày cầm sau. Chạy đi ăn nó chữa. Rồi. Cuốn vào, cuốn tay vào. Từ từ cho nó lên đã. Kệ, kệ, kệ. Mày cầm mày cuốn vào tay như thế này mẹ có hôm nó chạy tay mất tay. Tuấn ơi. Đây tao tao bỏ ra trong vương cả. Kệ nó. Bơm nữa này, bơm nữa này. Cứ bơm cho nó bắt đầu nó. Rồi, cầm đấy, cầm chặt lại, cầm chặt lại, cầm chặt lại. Giữ này, giữ này, giữ này. Tụ
quần cháu. Tụt quần nhá, tụt lên xách quần lên, tụt quần. Quay cô ơi. Quần quần. Quần phải chưa? Chưa. Ok kìa. Tụt quần. Anh em nhìn chưa? Một chấm đấy. Con này lên lên trên. Màu nó hơi tím tím này, lên nhìn nó không rõ anh ạ. Con này nhìn lên không rõ. Con này ở dưới nhìn nó đẹp dưới thôi. Đẹp ở dưới thôi chứ lên nhìn nó không rõ ấy đâu. Con này phải hôm nào trời phải trong xanh đẹp thả mới sướng. Đấy test thử lên thôi các bạn ạ. Giờ lại kéo xuống thôi. Chứ ở đây ngoài này cũng không có chỗ buộc đâu. 4m 4m2. Hay là hôm ý là lan bằng cuốn cuộn này nó còn dễ, cuốn mấy cái guồng khó cuốn lắm. Này mà dễ. Không. Anh cuốn nào? Anh cuốn 50 mét thôi. Cho luôn đoạn này, đoạn xuống đoạn này luôn này cho đẹp này. Nhìn được khổ vãi. Nhìn khổ vãi. Xe gáo à? Ôi trời thôi sao? Sao? Không, 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 không xuống được, không xuống ấy kia được. Xong ra đi. Anh vui vừa anh. Em chết được rồi. Lại bố phẹo đầu bây giờ lại thôi. Được không? Xuống rồi, xuống rồi. Lượn, 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 lượn. Được, quá đẹp. Đấy, giờ tháo ra thôi. Cho về cho nó gọn gàng. Đi cho nó gọn gàng. Đâm xuống mà chả bị trùng phung cái gì nhỉ? Em buộc ấy. Phần áo của bên shop Ếch Càng này các bạn. Chơi rất xấu luôn đi. Quyền chân đường nó bụi mù. Một này ở dưới chơi thì đẹp đấy, nhưng mà lên trên thì nó nhìn nó không rõ. Bây giờ tút ra thôi. Đem về cho nó gọn gàng. Không, thế này là được rồi, về đây là gọn rồi. Ok anh em nhá, thế thôi nhá. Video này tạm dừng rồi nhá. Nhớ để lại cho mình một like, một sub, một chia sẻ các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi, chào, hẹn gặp lại. Bye bye.